nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng hoàn toàn miễn phí trên máy tính, giúp chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian lướt Internet để học tiếng Anh nhé. Ứng dụng này giúp chúng ta mỗi khi mở một cửa sổ mới trên máy tính, chúng ta sẽ thấy hiển thị ra một màn hình như thế này. Rồi, các bạn biết không, ứng dụng này vẫn giữ nguyên các tính năng cơ bản của Google, ví dụ như chức năng tìm kiếm này. Tuy nhiên nó lại có thêm rất nhiều thứ thú vị để giúp chúng ta có thể học tiếng Anh siêu hiệu quả, lại vô cùng dễ dàng, thế mà lại hoàn toàn miễn phí nữa chứ. Ứng dụng này giúp chúng ta có thể trau dồi được tới 1.000 từ vựng tiếng Anh. Các từ vựng này là những từ cơ bản nhất, thông dụng nhất mà chúng ta thường sử dụng trong đời sống hàng ngày đấy. Vì ứng dụng này có chứa 1.000 từ vựng cơ bản nên nó sẽ phù hợp nhất đối với những bạn đang ở trình độ cơ bản, với những bạn đang bị mất gốc tiếng Anh. Còn đối với những bạn đã có trình độ tiếng Anh khá tốt rồi thì sẽ cảm thấy những từ vựng này hơi dễ một chút, bởi vì các bạn đã học rồi mà, phải không nào? Vì vậy nên mình khuyên là đối với những bạn nào đang muốn học lại tiếng Anh, những bạn nào đang bị mất gốc hoặc những bạn nào đang ở trình độ cơ bản thì rất nên cài ứng dụng này vào máy tính và học ngay và luôn nhé. Còn đối với những bạn nào đã có trình độ tiếng Anh khá tốt rồi thì các bạn cũng có thể cài, tuy nhiên là nhớ lướt đến những topic cuối cùng của ứng dụng này, vì những các topic này sẽ chứa những chủ điểm mà các bạn có thể thấy thú vị và mới mẻ đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem cách học về ứng dụng này như thế nào luôn nhé. Đầu tiên, để cài đặt được ứng dụng này vào máy tính, chúng ta hãy truy cập vào cửa hàng Chrome Store, cửa hàng trực tuyến của Google, bằng cách gõ Chrome Store trên thanh công cụ tìm kiếm của Google. Trỏ chuột vào trang web Chrome Store. Ở đây, trên ô tìm kiếm, góc trái, chúng ta sẽ gõ chữ Elite hoặc English thì sẽ hiển thị ra ứng dụng. Tiếp đó, chúng ta click vào dòng chữ Thêm vào Chrome. Thật nhanh gọn lẹ phải không nào? Giờ thì chỉ chờ cho ứng dụng được tự động cài đặt vào máy thôi. À, các bạn nhớ này, vì đây là một ứng dụng được phát triển trên Chrome, vậy nên để dùng được ứng dụng này, các bạn nhớ cài đặt trình duyệt Chrome về máy tính của mình nhé. Trong khi chờ ứng dụng được cài đặt thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài số liệu về extension này nhé. Hiện tại, theo như mình biết thì extension này chính là extension về việc học tiếng Anh có lượng cài đặt cao nhất hiện tại ở Việt Nam. Tính đến tháng 11 năm 2018 thì có tới khoảng hơn 60.000 người đang dùng extension này và có khoảng 20.000 lượt vote 5 sao cho extension này đấy. Thật tuyệt vời phải không nào? Wow, chỉ mất khoảng 10 giây là đã cài đặt xong rồi. Và bây giờ mỗi khi chúng ta mở một cửa sổ mới ra thì màn hình extension của Elite sẽ hiển thị ra như thế này đấy. Và trước khi đi vào chi tiết cách học cùng với ứng dụng tiếng Anh này thì chúng ta hãy cùng điểm qua 3 điểm thú vị mà các bạn nhất định phải thử với extension này nhé. Thứ nhất, phần học từ vựng. Phần học từ vựng này được chia nhỏ ra khoảng 100 chủ đề thông dụng. Mỗi chủ đề cung cấp cho chúng ta từ 8 đến 12 từ cơ bản. Điều đặc biệt là phần học từ vựng này được phát triển dựa trên thuật toán SuperMemo. Thuật toán thông minh này sẽ giúp chúng ta tối ưu được khả năng ghi nhớ từ vựng đấy. Và thứ hai, phần chơi King of Words. Đây là phần được yêu thích nhất của ứng dụng này. Mình đang rất háo hức tới phần có thể chia sẻ cho các bạn về game này đây. Và cuối cùng, ứng dụng này cho phép chúng ta có thể tra từ điển tiếng Anh ở mọi lúc mọi nơi trên Internet mà không cần sử dụng từ điển trực tuyến. Mình cũng rất thích tính năng này vì nó giúp mình tiết kiệm được đáng kể thời gian tra cứu. Không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy đi thẳng tới phần học từ vựng nào. Và như mình đã đề cập, phần ứng dụng học từ vựng này siêu đặc biệt bởi vì ứng dụng sử dụng thuật toán SuperMemo giúp cho chúng ta có thể ghi nhớ từ vựng một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, khi học sinh học với ứng dụng Memo này chắc chắn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao mà chúng ta lại phải học một từ qua nhiều lượt game như vậy, và thỉnh thoảng những từ này lại còn được lặp lại ở các game phía sau nữa chứ. Để giải thích cho điều này thì theo nghiên cứu đã chỉ ra, dạng 1, với kiến thức mà người học có hứng thú thì chỉ cần một lần tiếp xúc là có thể ghi nhớ rồi. Còn dạng 2, với kiến thức mà người học đã từng học qua hay từng tiếp xúc qua thì có thể nhớ qua khoảng 3 lần tiếp xúc. Và dạng cuối cùng, với kiến thức mới hoàn toàn với người học thì có thể sẽ mất tới tối thiểu là 7 lần tiếp xúc để ghi nhớ đấy. Đa số các kiến thức mà chúng ta học thì thường rơi vào dạng kiến thức số 2 hoặc dạng kiến thức số 3. Chính vì vậy, số lần tiếp xúc với kiến thức đó để chúng ta có thể ghi nhớ được là rơi vào khoảng từ 3 đến 7 lần. Đây chính là lý do mà ứng dụng sử dụng công nghệ SuperMemo giúp tối ưu hóa số lần lặp lại kiến thức để người học có thể nhớ được nội dung đó lâu hơn. Để học từ với Elite Memo thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần click
chuột vào để lật thẻ từ vựng và bắt đầu học. Như các bạn thấy đấy, mỗi thẻ từ vựng bao gồm hai mặt. Mặt trước có chứa hình ảnh kèm với từ tiếng Anh giúp chúng ta có thể nhớ được mặt chữ và nghĩa của từ bằng hình ảnh. Hot. Mặt sau có chứa file nghe, hot, phần phiên âm và nghĩa tiếng Việt của từ. Chúng ta có thể nghe từ, nhìn phiên âm và lặp lại được từ vựng đó theo bằng ngay lập tức. Cold. Sau khi đã học các từ với thẻ từ vựng xong, chúng ta sẽ được ôn lại các từ này trong phần luyện tập với các dạng bài tập đầy thú vị. Cool. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể ghi nhớ được luôn các từ này sau phần luyện tập đấy. Thunder. Hot. Thunder. Tụi mình cũng có thể đổi chủ đề ở mục này này. Có khoảng 100 chủ đề lận, rất nhiều, tha hồ mà học nhé. Và phần tiếp theo cũng chính là phần được học sinh yêu thích nhất. Ta-da! King of Words là game học từ vựng tiếng Anh của Elite, được phát triển dựa theo phương pháp gamification. Các bạn biết không, hầu hết các sản phẩm công nghệ của Elite đều áp dụng phương pháp gamification này đấy. Gamification, nghe đã rất game rồi phải không nào? Chúng ta chưa có định nghĩa chính xác về từ gamification trong tiếng Việt, bởi vì nó chính là một thuật ngữ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nôm na, gamification là việc ứng dụng những đặc điểm yếu tố của các trò chơi và các hoạt động học tập làm cho việc học của chúng ta trở nên thú vị và dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là đối với những bạn mới học tiếng Anh, chúng ta thường cảm thấy chán nản, cảm thấy không có động lực học tiếng Anh. Vậy thì chúng ta rất nên sử dụng các sản phẩm có ứng dụng phương pháp gamification này đấy. Bởi vì các yếu tố của game như là điểm thưởng, quà tặng, kho báu, tính chiến đấu, tính tương tác sẽ làm cho việc học trở nên thú vị, vui vẻ hơn và có mục tiêu hơn rất nhiều đấy. Ví dụ như trước đây chúng ta thường đặt là học 10 từ vựng mỗi ngày phải không nào? Vậy thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là chơi được 3 game King of Words. Nghe đã thấy thú vị và muốn học hơn rồi phải không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua giới thiệu một chút về cách chơi của game này nhé. Bạn nào mà đã hay chơi game rồi thì chỉ cần chơi thử một ván là biết ngay cách chơi của game này thôi. Trước tiên chúng ta hãy ấn nút play màu vàng này để chơi nào. À, các bạn nhớ nhé, chúng ta có 60 giây thử thách, vì thế chúng ta cần phải tập trung cao độ, hết sức nhanh tay nhanh mắt, không là bị đối thủ đánh bại ngay đấy. Richly deserved. Đây? À, đây rồi. Optimistic. Đối thủ đóng băng mình rồi. Nhưng mà đã có bùa phá băng, à không sợ nhé. Boyfriend. À, câu này dễ nè. Party. Đóng băng đối thủ nào. Các bạn có thấy bốn icon phía bên tay phải này không? Nhớ sử dụng chúng Hour. Nhé. Icon bông tuyết đầu tiên sẽ giúp chúng ta đóng băng đối thủ. Pilot. Icon thứ hai chiếc búa sẽ giúp chúng ta phá băng. Put something on. Còn quả bom này chúng ta sẽ dùng để làm mất một mạng chơi của đối thủ đấy. Music. Annoyed. Hình nào ta? Uầy, sai mất rồi này. Settle a dispute. Mỗi khi chúng ta chọn sai ảnh hoặc bị đối thủ nổ bom, đừng quên ấn vào icon trái tim xinh đẹp này để hồi lại một mạng nhé. October. Đây rồi. Counter. Yes, thắng rồi. Khi đã chiến thắng rồi, chúng ta nhớ là đừng ngủ quên trên chiến thắng nhé. Hãy ấn ngay vào nút review để xem lại các từ chúng ta đã sai và ôn lại chúng ngay nhé. Optimistic. Put something on. Settle a dispute. Vậy là các bạn vừa có cái nhìn rõ hơn về extension Elite Memo của Elite rồi phải không nào? Vừa có thể kết hợp lướt web, lại có thể học từ vựng tiếng Anh mà thời gian dành cho nó lại siêu linh động nữa chứ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy click ngay vào link này và cài đặt trải nghiệm ngay sản phẩm thôi nào.